Giới thiệu với anh em, đây là hộp Vlog 18S. Để mà nói về cảm giác cầm nắm ấy, thì lắp 18S này cho mình cảm giác chắc tay hơn, đầm tay hơn, vì nó được tặng thêm cục pin này mà. Thế bây giờ nhá, tôi sẽ chỉ cho anh em cách sử dụng em nó. Bình thường nếu anh em muốn sử dụng á, chỉ cần bật on và off nghe thôi đúng không? Đây chế độ bình thường của nó. Còn muốn bật chế độ 14V ấy, thì anh em gạt nốt ra từ đây sang chế độ 14V. Sau đó cũng gạt ở cái đèn pin này sang phần on. Tôi đã gạt rồi, cắm nó vào để mà chút khác biệt nhá. Để từng viên một này, áo du này rồi lại nhá. Dùng kỹ đây em nhé, dùng kỹ vào để xem cái blow up, nếu bắt giật về sướng lắm, đã mắt thật. Đây rút ra này, chuyển về chế độ thường này. Anh em thấy chưa? Anh em một tháo băng đạn ra, lại nút chốt ra, ấn là ra luôn. Với băng đạn này của con 18S, nghe vẫn chứa độ khoảng độ 35 cho tới 40 viên ở trong cái bát nhỏ này. Về phần tay cầm ấy, thì từ đời V2 tôi đã thích rồi, bởi vì những cái đường cắt này, những đường gân này đều cho anh em mình cảm giác cầm nắm chắc chắn đấy, ok đấy anh em ạ. Đây, anh em nhìn xem như thế này nhá, thì rơi làm sao được. Và để mà chuyển chế độ ấy, cũng như là đào đạt từ dưới băng lên, thì anh em có một cái nút. Cái bản cũ là nút bồn tròn, còn bản này thì nó sẽ làm nút được khắc ở trên đấy rồi, tạo cảm giác sờ nó thật hơn. Ấn một cái này, nó sẽ vẫn sẽ là đào đạt trên băng lên nhá. Ấn một lần này, ấn lần nữa chuyển chế độ này, ấn nhẹ mới chuyển chế độ nữa này. Đấy, ok không? Còn trong hộp của em nó thì anh em được tặng thêm cái gì? Chắc là vẫn cứ loanh quanh như kiểu bình thường thôi ấy. Đó là có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, một cái kính này, một lọ đựng này, một chút đạn, và có cái gì? Lại một cái dây sạc nữa. Anh em lưu ý hộ tôi nhé, bắn cái con pin liền này hơi yếu một cái là phải sạc pin ngay, đừng để nó kiệt rồi kích lên khổ lắm. Chỉ với một cái sạc như này, anh có thể sạc được cho cả khẩu 18S lẫn sạc cho đèn pin này anh em nhá. Và khi sạc anh em nên để off hết đi. Đúng là cái màu đen lì của con 18S này cho mình cảm giác nó feel hơn thật. Anh em nhìn vào nó dễ bị hút hơn. Rồi tất cả chi tiết nó không còn cái nào là màu cam hay màu gì đó nữa. Thôi, vác thử xem là 18S này bắn nó có khác biệt gì không nhá. Tôi lắp 18S thử xem mạnh bao nhiêu. 38 này, 41 này, 41 này. Ủa đều phết nhỉ. Ủa 41. Thi thoảng phát không ăn thua chứ còn đâu, loanh quanh tầm 42-43 mét trên giây đây anh em ạ. 41 tiếp này. Với bản pin mới, body mới, để xem độ chính xác nó có tốt hơn không nhá. Thử này, bia đổi màu cái size 5m này. Úi giời, ngon đấy. Nào auto này, 14.8V này. Anh em thấy có ổn không? Thử luôn 5m bia tự động xem chính xác như thế nào. Cũng ngon đấy chứ nhỉ, nó đạn nhá. Hết mãi đạn rồi sao không ạ?
Anh em cùng tôi xem đường đạn con Glock 18m đấy nhá. Lấy đạn này, bật chế độ 14.8V rồi này. Với một khẩu lục như thế này là ok đấy. Với bản 18m này thì cho tôi một trải nghiệm khá là thích đấy. Không biết anh em cảm nhận như thế nào nhỉ? Sơn mờ hơn này, có chế độ bắn 14V nữa này. Không biết anh em có thích không? Anh em hãy cho tôi một vài bình luận và comment ở bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.